Ngày 7 tháng 10, ông Lương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai xác nhận vừa tiếp nhận và điều trị cho 10 học sinh bị ong vò vẽ chích. Toàn bộ 10 em này là học sinh lớp 2F và 3E, trường tiểu học Phan Bội Châu, thị trấn Dầu Dây, huyện Thống Nhất. Trước đó vào 7 giờ 15 phút cùng ngày, các em học sinh đứng ngoài hành lang đang cất đồ đạc để vào lớp thì bất ngờ bị hàng chục con ong vò vẽ tấn công. Ngay lập tức, các em học sinh bỏ chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, có 10 học sinh không may bị ong chích, được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai để cấp cứu. Tại đây, bác sĩ đã thăm khám và giải độc cho các em. Đến chiều cùng ngày, 8 em học sinh đã phục hồi sức khỏe và được cho về nhà. Riêng 2 em còn lại bị nặng hơn, vẫn đang ở lại trung tâm để điều trị. Qua rà soát, trường đã phát hiện bầy ong vò vẽ mới kéo về, làm tổ trên bồn nước inox đặt trên mái của các dãy phòng học. Khi nghe tiếng động thì sa xuống tấn công các em. Hiện nhà trường đã thuê thợ, chờ đến đêm tối sẽ bắt và di dời đàn ong đi nơi khác, đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Đó là sáng chú bọc bịch bay bay đó.